Ok, xin chào các bạn và cảm ơn các bạn đã nhấn video của mình. Đã rất rất lâu rồi thì mình mới quay trở lại tựa game Liên Quân Mobile này. Và nhân dịp mình quay trở lại tựa game này thì mình sẽ đem cho bạn một series game mới có tên là Từ Gà Lên Chuyên Nghiệp nhé. Và mình sẽ mua vị tướng và mình sẽ chơi từ gà luôn, từ không biết gì luôn, từ không biết gì về vị tướng này cho tới một bôi 100. Đó. Và mình đã có 19.000 và có 5 vị tướng mà mình đang phân vân, cực kỳ phân vân luôn, nên vì vậy mình sẽ ra quay ngẫu nhiên, nếu trúng vào tên vị tướng nào thì mình sẽ roll pro vị tướng đó nhé. Và các bạn cứ yên tâm đi, mỗi ngày cái ván đầu tiên mà mình cầm điện thoại lên mình chơi tựa game Liên Quân này, vị tướng đó thì mình sẽ quay cho các bạn. Và nếu trận đó có gà hay là có fish hay là có cái gì đó đó và mình cũng không cắt luôn, tại vì đó là chính xác là phản ánh thực lực của mình, và qua từng ngày thực lực của mình sẽ từng ngày tiến bộ hơn đó, miêu tả cực kỳ chân thật luôn. Ok, và các bạn đoán xem thì mình mất bao nhiêu ngày để thuần hóa được vị tướng này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ ra quay random tên của vị tướng đó nhé, có 5 cái tên thôi. Ok, đây là tên 5 vị tướng mà mình đang phân vân. Vị tướng Broker này là một trong những vị tướng mình cực kỳ thích luôn, từ bề ngoài cho đến cách chơi rất là hợp phong cách với mình luôn. Nhưng mà nó giá của nó tới 26k lận, nếu mình quay trúng vị tướng này thì mình sẽ mất khoảng một khoảng thời gian ngắn thôi mình mới khởi động được cái series này nhé. Ok, quay nào. Bắt đầu. Thật sự năm vị tướng nào ở đây đều thuộc sở trường của mình hết, nhất là vị tướng Florentino này khá là thú vị luôn, nó vừa khó chơi mà nó vừa hoa mỹ, rất hợp cho người mà từ gà cho đến chuyên nghiệp đó. Gà gà cầm vô vị tướng này là biết ngay, và rô cầm vô vị tướng này là biết ngay liền đó, nên mình chơi nên mình muốn vô cái vị tướng này lắm. Ok, tao quay nào. Quay. Con số gì đây? Cơ ra là con máy phô đây tí đổ thiệt luôn nè. Wow, một vị tướng cực kỳ khó chơi luôn. Oh my god. Ok, không sao, số phận đã đưa đẩy mình tới vị tướng này rồi thì ok các bạn ơi, số mệnh của mình đã đưa mình vô vị tướng này rồi. Ok, mua luôn nhá, không chần chừ. Thực sự một vị tướng cực kỳ khó chơi luôn, và trong quá khứ mình đã từng mua một con có tên là Murad, một vị tướng mình bỏ số tiền quá lớn luôn, mình mua về và mình không chơi được và mình nghỉ game, hy vọng lần này sẽ không gặp lại một lần nữa. Vị tướng nó cực kỳ khó chơi luôn nha. Nhưng mà nếu mà làm một series go rồi boy on cham vị tướng này thì cực kỳ thú vị luôn, tại vì gà cầm vào là biết ngay, từng ngày tiến bộ là biết ngay, và lên pro là biết ngay đó, một vị tướng cực kỳ hay mà nó cũng đẹp trai nữa chứ, mình cũng thích khá thích mấy cái vị tướng mà nam tính như thế này. Ok, mua luôn. Mua đi, ngại gì, 18k8 thôi mà, 18k8 thôi đó. Ok, và thứ hai mình sẽ chính thức up video đầu tiên và cũng là lần đầu mình chơi vị tướng luôn. Bây giờ mình sẽ không chơi vị tướng này, bây giờ mình sẽ út game luôn, nghỉ game cho tới thứ hai mình bắt đầu chơi trận đầu tiên của vị tướng này xem nó thế nào nhé. Và nếu ván đó có gà, có ngu, có gì đó của mình sẽ không hề cắt, tại vì nó phản ánh đúng sự thật trình độ của mình. Và nếu các bạn yên tâm đi, song song mình làm cái series này mình vẫn luôn tiếp tục đem những tựa game khác vào channel của mình nhé, chứ không phải mình làm luôn cái series này luôn một game luôn nhé, nếu các bạn có yên tâm. Ok, còn bây giờ bye bye, nhóm hộ cái series này của mình nhé, khá là thú vị đấy. Bye bye.